21 để đấu được tổ chức bởi chức viên gồm có trưởng ban y tế Hoàng Sơn và tổ chức viên Hiếu. Và coi một ngày một quý vị nè, và đây là cơ hội dành cho chúng ta một chức viên rất hợp lý. Cơ hội à, lần này là anh Sa Mai xin đăng tin cho pha kết thúc của chúng ta về chưa có một lời chúc. Thúc là của nhau hả? Và cuối cùng thì tỷ số đã được mở dành cho các phụ huynh của em lên. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. And I can't stop thinking of you.